Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 86. Trì giới có khả năng đào luyện tự tánh. Khi thọ giới rồi thì chúng ta cần phải giữ giới. Giới tức là chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là không làm các việc xấu và làm tất cả việc lành. Giới cũng là chỉ ác phòng phi, nghĩa là đình chỉ ngưng làm các việc ác và phòng tránh phạm lầm lỗi. Sau khi thọ giới rồi, chúng ta phải dựa trên căn bản chỉ ác phòng phi, chư ác mạt tác và chúng thiện phụng hành mà làm theo. Đó chính là chúng ta đang giữ giới. Từ trong tư tưởng cho đến hành động, chúng ta đều nên cố gắng tận lực để ngưng làm các điều xấu ác, và cũng đem hết sức mình làm các việc tốt lành để giúp đỡ mọi người. Trong mỗi thời mỗi khắc, nên tự đề phòng những tư tưởng hành vi không hợp lý, không hợp pháp của mình. Đó là ý nghĩa của giới đấy. Phật tử giữ giới, hãy nên chú ý điểm này. Như vậy quý vị có thể làm theo được không? Sau khi quy y Tam Bảo rồi, quý vị lúc nào cũng nên giữ lòng cung kính đối với Phật Pháp Tăng. Bởi vì tất cả do tâm tạo. Nếu tâm thường cung kính Tam Bảo, lâu dần tự nhiên nó sẽ hợp nhất cùng Tam Bảo, thành Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo và Giới Bảo. Quý vị đã quy y Phật, khi gặp tượng Phật thì đều nên cung kính lễ bái. Kinh Phật cũng nên được để phía trên các sách vở thế tục và đặt ở nơi chốn tôn nghiêm. Tốt nhất là những kinh Phật nên được để ngay ngắn một cách tôn trọng, đừng bỏ trên cầu thang nơi lối người qua lại, mà nên để ở chỗ sạch sẽ. Giờ khác nào chúng ta cũng nên tôn kính Phật, Pháp, Tăng và Giới, nhất là trong tâm cũng không nên có chút khinh mạng xem thường. Trì giới tức là thanh tịnh tự tánh của mình, là quét sạch hết tất cả những đám mây đen hắc ám trong tự tánh đi. Không giữ giới tức là mây đen trùng trùng vô tận. Nếu chúng ta càng không giữ giới, mây đen sẽ càng nhiều thêm, giống hệt như mây đen trên bầu trời vậy. Người không giữ giới tức là trong tự tánh đang sinh sản đám mây đen ô nhiễm. Mình không giữ giới, thế thì không phải là người khác bị thương, mà chính là tự mình thọ thương. Tự tánh của chính mình bị tổn thương thôi. Cho nên chúng ta cần phải nghiêm giữ giới luật. Trì giới là chánh pháp, không trì giới là mạt pháp. Khi nghe giảng Phật Pháp, chúng ta không cần phải tham nghe cho nhiều. Điều trọng yếu chỉ là dừng việc ác, ngừa tội lỗi, năng biết và năng hành. Không làm các việc ác, nên làm các điều lành là đủ rồi. Lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan đã hỏi Phật 4 vấn đề. Trong đó có một việc mà ông đã hỏi như: khi Phật còn tại thế thì chúng con lễ bái Phật làm thầy, nhưng Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con nên lấy ai làm thầy? Lúc bấy giờ Phật đã nói một cách trịnh trọng với chúng đệ tử xuất gia và tại gia rằng: lấy giới luật làm thầy. Cho nên khi chúng ta niệm quy y, đó cũng là niệm quy y giới, tức là lấy giới làm thầy. Quý vị muốn chân chánh học Phật Pháp, thời phải lấy giới làm thầy, chứ không phải nói giới, giới, giới trên miệng lưỡi, mà giới phải ở ngay trong tâm. Người không phạm năm giới thì trong tâm sẽ quang minh sáng lạng. Đối với người phạm giới, quý vị nghe họ nói chuyện là biết họ đang có quỷ ở bên trong, khiến họ không thể dương mặt dương mày để nói năng hùng hồn, đúng với lý lẽ. Sau lưng họ chắc có sợi dây để kéo, giống như quỷ đang giật đuôi họ, làm cho họ e sợ đấy thôi. Bất luận tôi đi đến đâu, không hiểu tại sao, dù tôi không có đeo súng đạn hay vũ khí gì trên thân, vậy mà những người tà lý, tà khí, hãy thấy tôi là họ sợ sệt. Thậm chí, họ sợ đến nỗi run rẩy nơm nớp, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, nhìn cũng không dám nhìn mặt tôi. Hôm nay tôi nói cho quý vị biết là tại sao thế. Bởi vì họ không giữ giới, cả ngày cứ ở trong đám mây đen, ẩn trốn trong chỗ hắc ám tối đen, cho nên mới không thấy được ánh sáng. Không giữ giới là biểu hiện của mạt pháp. Quý vị muốn hộ trì chánh pháp thì phải giữ giới. Giữ giới không phải là bảo người ta giữ, mà tự mình phải giữ. Không giữ giới thì tự tánh bị thương, mà hãy tự tánh bị thương tức là ô nhiễm đen tối, giống như tấm gương bị rất nhiều bụi bặm che phủ, cho nên nó không thể soi chiếu ai được. Tự tánh của chúng ta giống như tấm gương trong sáng vậy. Bổn nguyên của chúng ta đều có đại viên kinh trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí.
tự tánh là quang minh vô lượng, sáng tỏ không lượng. Nhưng vì không giữ giới, thành thử ánh sáng quang minh không xuất hiện được. Cho nên ký ức của chúng ta cũng không tốt, cái gì cũng không tốt cả. Tại sao con người ngu si? Bởi vì không giữ giới. Hiện nay lại còn có những đứa bé tâm trí suy nhược, năng lực thấp kém. Đó cũng bởi kiếp trước chúng không giữ giới, cho nên mới ngu si như ngựa, như trâu. Tuy có thân người, nhưng không có trí người. Chẳng những ngu si mà còn điên đảo nữa. Cũng như hôm nay, có người đến hỏi tôi rằng, ông ta là Bồ Tát thuộc cấp địa thứ mấy? Vốn ngay đến bờ rìa của Bồ Tát, ông ta còn chưa rờ tới được, vậy mà lại còn hỏi mình là Bồ Tát cấp địa thứ mấy? Quý vị nói có đáng thương hay không chứ? Loại người như vậy cũng đều là không giữ giới, cho nên thần kinh mới phát cuồng. Phật là bậc đại trí tuệ. Ai có đại trí tuệ thì sẽ giống y hệt với Phật. Nếu mình không thể thành Phật được, tức là vì mình không giữ giới. Đời đời kiếp kiếp, Phật đều giữ giới, giới nhỏ như tơ hào, Ngài cũng không phạm. Bởi vậy mà Ngài chứng đắc được thân Phật, có ba thân, bốn trí, ngũ nhãn, lục thông. Nếu mỗi người đều có thể không làm các việc ác, dân làm các việc lành, thời đó tức là giữ giới. Giảng ngày 3 tháng 9 năm 1986. Ha ha ha, 问什么的说